Thế mới mà các bác muốn giữ những cái chi tiết nhựa bóng mà để lúc nào nó luôn như mới, thì nó có một giải pháp cho các bác là dán PPF. Bây giờ các bác có thể thấy như chiếc xe này, đây là cái giấy bóng ni lông ấy, cái ni lông mà nguyên bản từ nhà máy này, với lại cái dòng xe mà nó có cái nhựa bóng này, đặc biệt là khi mà mình trẻ con sờ tay hoặc là mình sờ tay vào đây ấy, thì cái những cái vị trí như là móng tay này, hoặc là đặc biệt bây giờ chị em hay sơn móng tay và làm đính đá trên và rất dễ xước, đặc biệt là cái vị trí dễ xước nhất đấy, rồi ví dụ cái vị trí hõm tay ngoài cửa này, khi mà mình mở cửa này lúc nào ở đây nó xước. Sau các bác mà mở cửa nhiều ấy thì sau tầm khoảng vài tháng ở đây xước nó hiện cái vết xước rất là ghê, nó giống như kiểu là bám bụi như thế này. Còn giải pháp cho mình đấy là mình dán cái PPF. PPF thì để bảo vệ nó toàn diện hơn cho xe của mình. Đây là PPF, khi mà dán xong rồi các bác có thấy cái độ bóng này, và cái này khi mà mình có tạo ra vết xước ấy, thì nó sẽ có khả năng tự phục hồi lại. Sau này nếu mà có mà xước nặng hơn nữa thì mình chỉ cần hơ qua cái hơi nóng cái là nó sẽ tự trở lại cái độ bóng nguyên bản luôn, rất là tiện. Và cái độ bền của PPF thì nó rơi vào tầm 10 năm các bạn, nên là các bác nào kể cả tất cả những vị trí mà mình hay sử dụng như là màn hình này, như cái dòng C5 thì cái vị trí này là bị nhiều nhất này, các bác cứ sử dụng vài tháng rồi cái vị trí này là vây xước này nó lộ cái vết xước rất là nhanh. Các bác nào cần dán PPF thì có thể qua Agala Thái Nguyên các bác nhá.